hai em có cái kỹ năng thiết kế sản xuất, chỉnh sửa video không? Và nếu có thì sử dụng phần mềm nào? Thực tế đấy, câu hỏi của sếp Dũng quá thực tế luôn. Sắp tuyển rồi. Còn em trả lời em, không anh trả lời. Em có kỹ năng về nội dung thì em lên content. Về kỹ thuật thì em có kỹ năng là quay dựng video và chỉnh sửa video. Tuy nhiên không quá chuyên nghiệp để sử dụng những cái phần mềm là Illustrator, nhưng mà em có khả năng sử dụng phần mềm Photoshop ạ. Anh khuyên thật là em mà về chỗ chị Nga là khổ lắm. Chị đang có mấy nghìn follower thôi, mà mục tiêu chỉ là phải 1 triệu follower. Có 2 triệu anh. À, 2 triệu. Vâng. À. Bọn em tao hồ mà nghĩ content với cả tao hồ mà quay dựng cho chị nhá. Nhân viên của chị đã 2,7 triệu rồi thì chẳng lẽ chị lại thua không, nhân không, viên của chị? Không không chẳng liên quan. Ừ, kìa anh. Nhân em... viên họ tài năng. Không, em không có 1 triệu, em 2 triệu. Em mục tiêu của em 2 triệu. Ngày mai có 2 triệu đưa anh ít tiền. Khả năng là còn 2,5 triệu luôn đi. Em đổi từ Rolls Royce xuống xe Camry đi. Đưa tiền cho anh phát là 2 triệu luôn. Hôm nay vừa đi xe Camry kìa. Đấy. Thế đổi Camry xuống con Matiz. Anh có xem TikTok của Ngọc Anh? Dạ vâng. Có nhận xét phụ thôi, nó hơi nghiêm túc quá. Dạ vâng. Thông thường trong mọi hoàn cảnh thì nói 3 câu phải có 1 câu nào đấy nó vui một tí. Thế tại sao lại được 1 triệu mấy? Có một số kỹ thuật trong chuyện này. Vâng. À. Anh Chí không đừng trả vờ hỏi thế. Đúng rồi. Anh Chí rất trong nghề. Thực sự thì kênh TikTok của em hoàn toàn là từ organic, em xây từ con số 0. Và bản thân em là người view up nó từ những video đầu tiên, từ lên kịch bản, quay dựng video, edit video là bot ạ. Không, sếp Tiến nói kỹ thuật không phải là em dùng kỹ thuật để tăng like, mà sếp Tiến nói là có một vài kỹ thuật để em có thể thu hút được cái lượt người xem ở trên mạng xã hội. Chị Lưu Nga mời em về Elise làm việc và làm ở Hà Nội, thì em có chấp nhận đi ra Hà Nội không? Dạ, cho em hỏi là không biết vị trí chị Lưu Nga offer cho em là vị trí nào ạ? Như là vị trí em mong muốn, bởi vì giám đốc marketing, giám đốc truyền thông của chị đang rất cần một vị trí trợ lý như em. Em ơi đừng ra Hà Nội, ở Hồ Chí Minh đi. Anh mời em vào trong cái đội gọi là FPT Digital Content. Bọn anh đang, đấy, anh vừa khoe xong. Em ra Hà Nội thì anh Tiến sẽ không bao giờ nói là em dùng kỹ thuật. Mọi người sẽ thừa nhận rằng là cái kênh của em 1,3 triệu và em có thể lên 2,7 triệu và làm thêm cái kênh của chị Nga lên 2 triệu nữa là tổng là 4,7 triệu. Em sẽ tạo ra 10 đến 100 kênh 1,3 triệu thay vì chỉ 1,3 triệu cho bản thân mình. Không cần nhiều như vậy đâu em, trong đời chỉ cần làm một lần xuất sắc là ổn rồi. Làm ở công ty mà nó có quy mô nó cũng khác. Mình đóng góp vào một công ty mà sẽ có quy mô lớn còn hơn là mình bước vào một cái công ty mà nó có sẵn quy mô rồi. Sáng hôm qua đi làm thì anh mới phát hiện ra là có một chàng trai ở FPT rất hay, ngày nào cũng cầm cặp lồng đi hàng. Chỗ bảo là sáng nào em cho cơm một cặp lồng cho vợ em và cho em, nhưng anh giới thiệu một điều, anh còn vài nghìn chàng trai sáng nào cũng dậy nấu cơm, cho cơm vào cặp lồng. Không cần trai tài, trai sáng dậy nấu cơm, cho cơm vào cặp lồng. Em ơi, chồng chị Nga vẫn sáng dậy nấu cơm và cho cơm vào cặp lồng cho chị Nga mang đi ăn. Thưa quý vị, lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy một cuộc chiến của các sếp, một cuộc chiến thực sự, và tôi thích những cuộc chiến này. Bây giờ mỗi sếp sẽ chỉ nói được một lần nữa thì các sếp sẽ nói gì để thuyết phục. Mời sếp Lưu Nga trước. Chị biết rằng là cái việc ra Hà Nội đối với một cô gái trẻ như em đang ở một cái nơi mà có nhiều cái tiềm năng do cái sự phát triển là rất là khó. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là lớn của em để em có thể dám mạo hiểm, dám bước vào một cái môi trường mà nó thực sự rất là cần content marketing, thực sự rất là cần sự lan tỏa, mà lan tỏa ở đây là lan tỏa cho cái đẹp, và em là một phụ nữ. Nếu mình lan tỏa được cái điều đó thì thực sự rất là ý nghĩa. Vâng, xin cảm ơn. Em cảm ơn sếp Lưu Nga. Bây giờ sẽ là sếp Hoàng Nam Tiến. Động đất à? Không phải, cô gái 1,3 triệu follower đang đi đến FPT để làm việc. Vâng. Tôi chưa bao giờ thấy một ứng viên nào dừng bước mà lại nhận được nhiều sự ưu ái như vậy. Nào, mời bạn hãy lựa chọn. Dạ vâng, em cảm ơn Nam sếp và em xin đặc biệt cảm ơn sếp Lưu Nga và sếp Tiến đã cho em cái cơ hội, mình có một cái cơ hội thứ hai. Thực ra khi tham gia chương trình thì em cũng đã cho bản thân mình cái cơ hội, bởi vì em nghĩ là không ai có thể cho mình cơ hội khi mà bản thân mình không tự cho mình. Thì đến với hôm nay, mặc dù không được là đi tiếp nhưng mà em cũng rất là may mắn và cảm ơn hai sếp đã gửi cho em những cái lời mời. Thực sự đối với hai sếp thì em cũng đã tìm hiểu hai sếp rất là kỹ rồi. Và đối với cái cơ hội ngày hôm nay thì NCTS dành cho sếp Tiến, sếp Hoàng Nam Tiến ạ. Bởi vì... dạ vâng, em xin lỗi sếp Lưu Nga. Bởi vì em... một câu nói của sếp Tiến, động đất à, đó là bọn anh đang đi lên, thì em cảm thấy sếp cực kỳ là trendy và em nghĩ là nó sẽ có cái sự phù hợp với
bản thân em ạ. Em xin cảm ơn sếp, em xin cảm ơn các sếp ạ. Vâng, Đông Đất là không phải, đó là cô gái ứng viên của chúng ta đang đi đến FPT. Hôm nay ạ, thưa quý vị.